quái vật Delta có nguy cơ đẩy ngưỡng miễn dịch cộng đồng lên 80-90%. Giới chuyên gia lo ngại, Delta, biến chủng mà Tổ chức Y tế Thế giới WHO đánh giá là dễ lây nhiễm, có thể đẩy ngưỡng miễn dịch cộng đồng lên 80%, thậm chí có khả năng là gần 90%. Bloomberg ngày 3 tháng 8 dẫn thông tin từ cuộc họp báo của Tổ chức Hiệp hội các bệnh truyền nhiễm Mỹ cảnh báo rằng sự lây lan của biến chủng Delta có thể đẩy ngưỡng miễn dịch cộng đồng lên trên mức 80% và có khả năng tiếp cận mốc 90%. Con số trên cao hơn nhiều nếu so với ngưỡng miễn dịch mà giới khoa học ước tính trước đó, ở mức 60-70%. Theo chuyên gia Richard Fosanco từ Đại học Alabama, Mỹ, thuật ngữ miễn dịch cộng đồng dựa trên quan điểm rằng, khi một phần dân số nhất định có được miễn dịch với virus thông qua tiêm chủng hoặc thông qua việc nhiễm mầm bệnh trước đó, điều đó có thể làm giảm lây nhiễm và bảo vệ được cộng đồng dân số đó. Delta rõ ràng đang trở nên nguy hiểm hơn rất nhiều so với chủng virus ban đầu, ông Fosanco cảnh báo. Trước đó, WHO đã cảnh báo rằng Delta hiện là biến chủng dễ lây nhiễm nhất thế giới. Tuần trước, một tài liệu của Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ, CDC chỉ ra biến chủng Delta sinh ra tải tượng virus tương tự tại nhóm người đã tiêm chủng so với nhóm chưa tiêm chủng. Điều này có nghĩa là việc tiêm chủng giúp giảm khả năng mắc COVID-19. Nhưng nếu bị mắc, người đã tiêm chủng rồi vẫn có khả năng lây lan mầm bệnh tương đương như người chưa tiêm chủng. Ngoài ra, CDC Mỹ cũng cảnh báo biến chủng Delta dễ lây lan hơn các virus gây dịch SARS-CoV-2, Ebola và các bệnh cúm theo mùa khác. Thậm chí, Delta dễ lây lan như bệnh thủy đậu. Cụ thể, một người nhiễm biến chủng Delta có thể lây bệnh cho trung bình 8-9 người. Với các chủng ban đầu, mỗi người bệnh chỉ lây lan virus cho khoảng 2 người, tương tự bệnh cảm cúm thông thường. Mặc dù vậy, CDC Mỹ cũng công bố những dữ liệu cho thấy hiệu quả đáng khích lệ của việc tiêm vaccine khi hơn 99,99% những người tiêm đầy đủ các mũi vaccine sẽ không phải nhập viện hoặc tử vong khi mắc COVID-19 đột phá. Chỉ những ca nhiễm ở người đã được tiêm vaccine đủ liều.